rất là cách tốt thôi. Hai người dừng ngược lối, suy nghĩ chi anh ơi, hà cớ chi níu kéo khi cuộc tình ta đã héo khô. Em phải lùi lại một bước, trả cho anh sự tự do, trả cho anh những lời nói dối, trả cho anh những vết thương anh xếp ngăn nắp vào em bao ngày. Người dưng không cần quan tâm, yêu đương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay em vấp ngã, chỉ biết nhìn xa xăm. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do anh nói với em không như ý, anh xem em là nơi anh thích thì đến không thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đơn đau bao năm tháng, em không hề thăng tranh hay níu kéo anh dù nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngập ngùi, nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy. Hãy subscribe.